các bạn thân mến, có một bạn không biết sao mà cứ là gọi điện rồi nhắn tin đồ kêu mình quay dùng mấy cái chiếc máy cày to này ở Hưng Thịnh hoài. Thì thôi thì nói chung cũng là anh em cũng một fan hâm mộ của YouTube, của kênh Xoáy Ca TV của mình. Thì thôi thì bây giờ mình cũng quay mà không biết có không, mình không nhớ cái số đâu, không biết có đúng hay không nha. Thì các bạn thấy không, một con chào bá lửa nè. Thì cái con này á, khi mà đập vào mắt mình á, thì mình thấy cái cầu với cái cầu của nó. Các bạn thấy mà cái đây, cái mà cái vỏ nhông cầu á, đường kính của nó là 45 phân các bạn. Khủng khiếp chưa. Đây nè, 45 phân. Vỏ trước của nó là cao là 112 cm. Nè, khủng khiếp chưa. 102 cm chứ, 102. Vỏ này vỏ 9524. Con này Kubota 9500 nha. Đó, cái vỏ sau của nó không là mình cũng thấy khủng nữa. Cái vỏ sau nó nè, cao 105 cm, khủng khiếp chưa, chiều cao khủng khiếp chưa. Đây, để mình đo tổng cái chiều rộng của nó coi. Bề ngang là 2m các bạn. Bề ngang là 2m. Đo thử chiều cao của chiếc xe nha. Chiều cao mà từ dưới đất á mà lên đó là 2m7 các bạn. Lên tới trên ấy á. Có bình không? Mở hai nắp ra tao coi coi. Đại ca đây đó. Dữ lắm, khác ai phải nghe hết. Mở ra. Máy đẹp không? Đẹp. Đẹp không ta? Tháo bù lon gì chưa? Hả? Chưa. Chưa hả? Nghe cái đụng đậy vậy đó. Sao cái lỗ mũi nó nhớt nhớt ra vậy? Mũi này nhớt nhớt. Đó. Đó, 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 đó. Đó, đó, đó. Đây đây, dưới đây. Đó. Chị siết ốc chặt nè. Ờ, sao không siết chặt vô? Chưa siết. Ừ, vậy hả? Có máy lạnh à? Có sẵn luôn nè. Lạnh luôn. Có lạnh không? Lắm mà. À. Mới mở lên coi đi, hết ra bên này đỏ nữa. Hồi nãy quên mở bên này ha. Sẵn rồi mở luôn bên này ra cho anh em họ coi luôn. Bé bé qua mở bên này luôn cho anh em họ coi. Hả? Mở được không? Mở thì được, em nhấc không nổi. Không. Yeah. Có ai nhấc em lên thì được, chứ còn em mà nhấc lên thì em nhấc không nổi rồi. Thôi thua rồi. Được không? Còn bên à, bên này nó cấn sợi dây điện nè, mà nó bị nè, lỡ rồi, quất ra luôn đi. Đập vô, đập vô. Thôi rồi, gãy luôn á, đó bằng nhựa mà. Hồi nãy mượn cái thước nè. Rồi, ra luôn. Đây qua này coi máy luôn nè. Sơn vậy thôi trời, thấy không? Đây, quá đẹp. Hả? Bét đồ có đụng chưa? À, bốn máy à. Nhưng mà bạn chụp bốn máy à.
đã gây thước. À thôi để đây cho nè. Máy phát điện này bán không? Rồi mình lên coi cabin thử coi. Xích ra coi. Bên kia, bên kia dễ mở, bên kia dễ mở. Bé lên xe chụp hình bé. Bé bé lên xe chụp hình. Con này chạy được 5.676 giờ. Tốc độ 3.000 km trên giờ. Đây, cabin. Hệ thống. Mới lạnh nha các bạn nha. Xe này tay lái có trợ lực không vậy? Dạ này không trợ lực sao lái, 7.900 mà. Giỡn hoài không là. Ngon nè. To khủng khiếp chưa? Bé bé đứng sát vô đây chụp tấm hình nè bé. Đứng sát vô chụp tấm hình đấy. Hả? Quay hả? Thì quay phim rồi. Ấy cái máy cày này bao nhiêu bình, bao nhiêu volt vậy? 12V, nó một 12V nè. 12V hả? 12V, xe đẹp. xe này bình bao nhiêu volt bé? Hỏi anh để máy á. À vậy hả? Vậy hả? Ôi sao mình vô nó bị chóa ánh sáng kỳ ta? Chắc sáng quá, mặt sáng đèn, sáng sân khấu. Hát được không? Hả? Hát không được hả? Không, ý là mình hát có hay không? À bữa nào lên livestream bữa. À hình như có nghe rồi, có nghe chương trình ở trong cái mà hát gì đó. Cái mà karaoke nâu gì đó không? Đúng không? Rồi bữa có nghe hát rồi. Giờ đang viết nhạc cho ca sĩ mấy tỉnh luôn mà viết không nổi, đang viết hả? À? Ừ, đang viết mà hả? À? Có xong không? Có xong không? Có xong không? Xong á, xong á, chứ không phải. Quay ngang lại. Được, không, mấy bình nhất chiền 70. Cái bình đại vu thằng nào bán dở. Cái này vô lên đè đi anh. Cái này điện phóng ghê lắm.
ấn cái ngón tay vô chập hồi lấy ra ngón tay không còn, ngón tay nằm trong cọc bình nhạy dữ à, không xong luôn á. Đạp coi có khói không, vừa hỏi ông kia chứ máy này anh chạy coi máy này có khói không anh, không có, không có khói ha, không có khói sao chạy. Nóng được ha, đẹp. Bé ha, nghĩ bậy cho người tốt không ha. Tự nhiên nó chóa lên nè, vô mặt của bé nó sáng chóa lên luôn à, không hiểu luôn á. Sao? Má này chơi gì nữa? Mấy chiếc xe này mua một tiền mặt đến tiền mệt luôn bé ha. Mỗi tặng không có cái máy đâu. Không có máy đâu. Hả? Không. Hả? À vậy mỗi người đếm một cục hả? Đếm cọc hả?